Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2004, nữ sinh 11 tuổi, được gọi là GA, đã giết chết bạn học của mình, Satomi Mitarai, 12 tuổi, bằng dao rọc giấy trong một phòng học trống tại trường tiểu học Okubo, Sasebo, Nagasaki, Nhật Bản, nơi cả hai đang theo học vào giờ ăn trưa. Sau đó, GA trở lại phòng học với bàn tay và quần áo dính đầy máu. Khi được giáo viên tra hỏi, thì GA nói rằng đó không phải là máu của em, rồi chỉ tay về phòng học ở cuối hành lang. Trước đó, giáo viên đã để ý không thấy GA và Mitarai trong lớp, nên nhìn thấy bộ dạng của nữ sinh 11 tuổi khiến cô càng thêm lo lắng, vội chạy về phía phòng học kia để kiểm tra. Khi đó, trước mắt nữ giáo viên là thi thể của Mitarai nằm bất động giữa vũng máu, cô liền hoảng loạn gọi cảnh sát. Nhận được tin buồn về con gái, bố Mitarai đã lập tức chạy đến hiện trường. Khi tôi đến nơi, Mitarai đã nằm đó. Tôi không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bố Mitarai kể lại. Người đàn ông này cho biết từ trước đến giờ, ông chưa bao giờ nghe con gái nói về bất đồng với bạn bè cùng lớp. Rõ ràng là mối quan hệ giữa các học sinh vô cùng chan hòa. Sau khi bị bắt giữ, GA đã thừa nhận hành vi giết bạn học và liên tục nói, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Vào đêm bị bắt ở đồn cảnh sát, nữ sinh này đã không ngừng khóc và từ chối ăn uống. Ban đầu GA nói rằng em không có động cơ giết người. Thế nhưng không lâu sau, thiếu nữ này đã thay đổi lời khai, thừa nhận với cảnh sát là cả hai đã cãi nhau vì những tin nhắn đăng trên Internet. GA nói rằng Mitarai đã nhục mạ mình bằng những lời lẽ chê bai ngoại hình, cân nặng. Ngày 15 tháng 9 năm 2004, Tòa án Gia đình Nhật Bản đã đưa ra phán quyết buộc tội GA, bất chấp tuổi tác của hung thủ vì xét đến mức độ tàn độc của vụ án. Sau đó, nữ sinh 11 tuổi bị đưa đến một trường giáo dưỡng ở tỉnh Tochigi trong vòng 2 năm. Tháng 9 năm 2006, bản án dành cho GA được gia hạn thêm 2 năm sau khi tòa án thực hiện một cuộc kiểm tra đánh giá tâm lý. Ngày 29 tháng 5 năm 2008, chính quyền địa phương thông báo họ không yêu cầu bất cứ bản án bổ sung nào. Dù gây ra tội ác khó dung thứ, nhưng danh tính và hình ảnh của GA được truyền thông giữ kín vì nữ sinh này chưa đủ 14 tuổi. Vụ án này càng làm dấy lên tranh cãi về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự ở Nhật Bản đã trải qua một lần điều chỉnh từ 16 tuổi xuống còn 14 tuổi vào năm 2000 sau khi bé trai 14 tuổi ra tay giết hai đứa trẻ nhỏ năm 1997. Ngoài ra, việc GA được đánh giá là một đứa trẻ bình thường, cư xử đúng mực trước khi ra tay giết người càng khiến xã hội thêm lo lắng. Sau đó, một bức ảnh chụp tập thể được cho là có sự góp mặt của GA và nạn nhân Mitarai được lan truyền trên mạng. Trong đó, GA mặc chiếc áo hoodie có chữ Nevada. Từ đó, sát nhân nhí này được người ta gọi là Nevada-tan. Điều đáng cảnh báo là Nevada-tan bỗng trở thành xu hướng đối với những người trẻ. Nó đã truyền cảm hứng cho hội đam mê cosplay ở Nhật tạo ra trang phục GA. Bên cạnh đó, vụ án này khiến người Nhật Bản nhớ rõ hơn khi nó được cho là có liên quan đến một truyền thuyết đô thị ghê rợn mang tên Lời Nguyền Căn Phòng Đỏ được lan truyền rộng rãi vào những năm 2000. Đó là câu chuyện về một cửa sổ pop-up bất ngờ xuất hiện trên màn hình vi tính của nạn nhân bất kỳ. Cửa sổ pop-up ấy chứa hình ảnh cánh cửa, đồng thời một giọng nói được thu sẵn vang lên, bạn có thích căn phòng màu đỏ không? Cửa sổ pop-up này sẽ không đóng lại cho đến khi giọng nói kia đọc hết câu hỏi. Những người nhìn thấy cửa sổ pop-up ấy đều sẽ chết trong khoảng thời gian ngắn sau và căn phòng của người chết sẽ được sơn đỏ bằng một cách nào đó. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở những lời truyền miệng, không có căn cứ cho đến khi xảy ra vụ án GA giết chết bạn học vào năm 2008. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện GA đã đánh dấu trang bookmark Lời Nguyền Căn Phòng Đỏ trong máy tính của mình. Điều này làm dấy lên sự lo ngại về những tác động tiêu cực của truyền thuyết đô thị với cuộc sống đời thực. Tại sao chó sẽ luôn phấn khích chỉ cần bạn nói từ đi chơi đi? Hoặc khi nói những từ ngữ mang tính chất báo hiệu rằng sẽ được đi chơi, chó sẽ cực kỳ phấn khích. Nhưng tại sao? Cũng thật dễ hiểu,
vì chó là một loài thông minh, giống như cá heo, khỉ đột và vẹt. Chó có thể học và nhận biết được rất nhiều từ ngữ của con người. Như Chaser, chú chó được mệnh danh là thông minh nhất thế giới, có thể phân biệt được hơn 1.000 từ. Nhìn chung thì nếu như trước mỗi lần đưa cuốn đi dạo, bạn lặp lại những từ ngữ mang tính chất rủ đi chơi, nó sẽ tạo thành phản xạ và chúng sẽ cảm thấy phấn khích mỗi lần nghe thấy cụm từ đó. Bạn ngáp, cuốn cũng ngáp. Ngáp là một hành vi có tính chất lây lan giữa người với người. Nhưng rõ ràng, chó và con người phải có mối liên hệ rất khăng khít nên hiện tượng này mới xảy ra. Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Biology Letters, hiện tượng cảm xúc lan tỏa này cho thấy chó có thể đồng cảm với chủ. Và không chỉ ngáp đâu, chúng còn cảm nhận được cơn giận dữ của chủ nhân và đưa ra phản ứng phù hợp khiến chủ không thể cáu gắt được nữa mà trở lại làm sen. Tại sao muốn ôm chó mà nó cứ quay đi chỗ khác? Đơn giản là vì chó không thích được ôm và gần như con nào cũng vậy. Theo như một nghiên cứu vào năm 2016, một nhà tâm lý học đã khảo sát hơn 250 bức hình người ôm chó. Kết quả là phần lớn các bức ảnh đều cho thấy chó không hề thoải mái, thậm chí là căng thẳng. Julie Hatch, một nhà động vật học hành vi chia sẻ rằng có 3 dấu hiệu nhận biết chó đang cảm thấy căng thẳng. Đầu tiên, chúng sẽ quay đầu đi né tránh. Tiếp theo, chúng liếc mắt để lộ lòng trắng trong nhãn cầu. Và cuối cùng, chúng cụp tai xuống. Dĩ nhiên vẫn có những chú chó cực kỳ thích được ôm ấp, đặc biệt là với chủ nhân của chúng. Nhìn vào mắt nhau thật lâu. Một số người nuôi chó chia sẻ rằng, boss nhà họ thi thoảng sẵn sàng đấu mắt với sen trong khoảng thời gian khá dài. Chúng thậm chí chẳng thèm chớp mắt, trong khi chúng ta thì không được như vậy. Theo Julie Hatch, đó là cách để chúng đồng bộ cảm xúc với bạn. Khi làm vậy, chó đang muốn bạn cười với nó một cái hoặc xoa đầu vỗ về. Tại sao cứ gặp người lạ là ngửi ngửi hít hít? Người nuôi chó chắc cũng đôi lần phát ngượng vì chú chó mình dắt theo cứ ngửi hết người nọ đến người kia. Nhưng tại sao chúng lại có hành vi như vậy? Sự thật là giống như các loài vật khác, chó có thể thu nhập hàng tấn thông tin dựa vào mùi chúng ngửi thấy. Đặc biệt, chúng thực sự rất thích, thậm chí là tận hưởng mùi hương của những người xung quanh. Theo như một nghiên cứu vào năm 2017, khi ngửi thấy mùi hương của một người quen, não bộ của chó tiết ra các hormone mang tính chất sảng khoái,